Thưa quý khán thính giả thân mến, em dâu nghệ sĩ Tài Linh hé lộ, show diễn bên Pháp, bà bầu show đáp trả. Trong hơn 2 tuần cô cháu gái biểu diễn bên Pháp và bà bầu show Phượng Amina tổ chức nhiều show diễn, nhưng trong đó vào ngày 7 tháng 1 năm 2024, đây chỉ là một buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân của nghệ sĩ Minh Tâm và Tài Lương đứng ra bao trọn gói, có mời bà bầu show và một số ca sĩ show đến góp vui. Sau khi hình ảnh nghệ sĩ Cải Lương Tài Linh cùng đứng hát và nhảy trong buổi tiệc, hôm đó có sự xuất hiện của cô cháu gái và cả chú sạc. Hình ảnh này nhanh chóng bị một số khán giả phát hiện ra và đã vào trang cá nhân của nghệ sĩ Minh Tâm hỏi vì sao hai vợ chồng ông lại thân thiết với cô cháu gái họ Lê. Ông cũng đã đến chính trên trang cá nhân của mình, đây chỉ là một buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Vợ chồng ông đến tham gia không hề biết cô cháu gái là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh và cũng đang ồn ào về drama trong gia đình. Suốt thời gian định cư ở hải ngoại, vợ chồng ông không hề biết gì cả. Sau bài viết của ông, cộng đồng mạng lại dậy sóng cho rằng phía bà bầu sâu và chú sạc đã đánh lừa khán giả. Và một người thân trong gia đình của Tài Linh cũng đã gọi điện hỏi thăm vợ chồng nghệ sĩ Tài Lương, cô biết rõ thực hư câu chuyện và đã chia sẻ như sau. Tại vì á, hai chị Tài Lương á, là em của chị, bên chị Tài Lương, em dâu chị Tài Lương. Hôm trước á, là bên em thấy bên ông Sà Thành á, là live stream lời nói là nghệ sĩ Tài Lương là nghệ sĩ lớn đón tiếp Hồng Phượng, nên là em thấy em bức xúc có thể có gọi qua bên Pháp cho anh chị. Thì anh chị nói là không hề, hôm đó là anh chị được một người bạn mời cách đó gần 2 tháng rồi, là mời cái sự cái tiệc đó là tiệc sinh nhật chứ không hề có một cái show nào hết. Mà thậm chí á, là Hồng Phượng, ông Sà Thành dẫn Hồng Phượng đến á, là để xin chụp hình làm kỷ niệm, chứ không, chị cũng không hề biết Hồng Phượng là ai luôn. Chị nghe cái là drama đó là nghe Hồng Phượng vậy thôi chứ bà chị chưa biết mặt lần nào á. À, chứ rồi chị mới nói là em lo em lên mạng em nhờ người đến chính giùm, là anh chị không hề muốn dính vô cái đề drama này, mà cũng không hề biết Hồng Phượng là ai, mà cũng không hề diễn chung sân khấu gì hết. Mà đó là một cái bữa tiệc sinh nhật của người bạn của anh chị Tài Lương. Dạ, bữa nay thôi chiều hôm qua là anh Minh Tâm anh gọi cho em, anh nói là em lên em đăng, em đăng tải lên đi, để hôm bữa giờ có nhiều người cũng như là nhắn tin và quấy rối nói là tại sao là anh chị lại đứng chung hát chung với ve như vậy, chung xô vậy. Nhưng mà thật sự là không phải. Dạ, em vẫn theo dõi ổng, em không dám comment đâu vô, thì em sợ hay comment vô á là ổng chặn là em sẽ không biết gì hết, cho nên là em không có, em theo dõi thông tin ổng thôi. Thì em thấy ổng live stream nè, rồi mấy cái clip ổng đăng, cái poster mà ổng đăng lên là cái ngày 7 tháng 1 á, là cái show là ổng nói là show, nhưng thực tế ra là không phải là cái show. Đó là tiệc sinh nhật của một người em. Em có chia sẻ một cái clip, em biết em có gửi anh có cái clip của anh Minh Tâm, ảnh nói là hôm nay là bữa tiệc sinh nhật đó, chứ không phải là cái show hát hết á. Dạ, ổng sạc, ổng like, ổng nói là chị Tài Lương là nghệ sĩ lớn rồi, chào đón Hồng Phượng qua cái này kia rồi đó anh. Chứ thật ra là cái bữa đó là không có poster gì hết. Em hồi hôm qua, chiều hôm qua em có hỏi Minh Tâm là thế thì có ổng có đăng cái poster như vậy mà có hay không. Anh Minh Tâm mới nói là không hề có cái poster nào hết, đó là cái tiệc sinh nhật, cho nên là đâu có poster gì đâu. Cái nhà hàng là ở cái quận đó, là cái anh này là anh làm mà anh tổ chức sinh nhật này là anh làm chính quyền bên Pháp á. Thì anh mới mời những cái người quen biết, là trong đó là cũng có mời ông Sạc Thành luôn đó. Thì bữa hôm đó là cái show diễn ngày 31 á, thì có thiệt là cái show diễn là giống như cái quán gì đi thì cái đó là có thiệt. Thì còn cái show diễn ngày 7 mà ổng đăng lên, ổng làm poster lên đó, là thật sự ra đó là không phải là cái show mà là cái tiệc sinh nhật. Thì chị Tài Lương chỉ nói là đang ngồi nè, thì ông Sạc Thành dẫn Hồng Phượng tới xin chụp hình, cái tin nhắn mà anh Minh Tâm gửi qua cho em có đăng lên đó. Dạ, ổng tới ổng xin chụp hình thì bắt buộc người ta cho chụp hình thôi, còn việc ổng đăng như thế nào bên trang ổng thì thật sự chị Tài Lương với anh Minh Tâm Tài Lương không hề biết gì hết. Tháng 10 ảnh về nước, ảnh chỉ về nước với chị Tài Linh á, thì là ảnh cũng nói em là bên đó người ta cũng xôn xao cái vụ này, là cũng như là bên bà Sáu này là sai hết rồi. Ổng không biết mặt Hồng Phượng, ổng chỉ nghe, anh hiểu không, anh chỉ nghe thôi. Ổng chỉ biết bà Sáu và Hồng Nhung nữa thôi, chứ còn Hồng Phượng là ổng không có biết. Thì ảnh chỉ qua định cư bên đó 4 mấy năm rồi. Chị nói bữa giờ có nhiều người nhắn tin chửi anh chị quá trời luôn. Em là em theo dõi từ cái đầu, từ cái ngày mà Vũ Linh nghệ sĩ Cố Dịnh mất á, thì em thấy từ cái ngày đầu mà Hồng Phượng dắt Hồng Loan lại mà công bố nó là con nuôi là em đã không có đồng tình rồi. Từ đầu tới bây giờ là em ít có khi nào em tham gia những ngày, nhưng mà em thấy cái này là quá đáng. Có nghĩa là bây giờ thậm chí càng ngày càng đi sâu là thấy kinh khủng thật. Tại vì á, thật sự ra anh biết sao không, là em có điện qua em hỏi là ở như là tại sao mà em thấy là ông Sạc Thành đăng lên nói là anh chị hát chung với con ve như vậy. Thì anh nói là anh không hề, cái ngày bữa tiệc hôm đó là bữa tiệc sinh nhật, anh đã được mời cách đó gần 2 tháng rồi à, chứ anh không hề biết là cái hôm đó là có ông Sạc này nọ. Đầu khi đến tiệc sinh nhật thì mới biết ra, thì ông Sạc có dẫn con ve tới để mà xin chụp hình đó. Anh chị là chỉ tư cách là khách mời thôi, tại vì bữa đó là cái tiệc sinh nhật mà, đâu phải là cái show gì đâu. Nó là anh chị được người em đó là mời đến. Thì anh trong cái clip anh Minh Tâm có gửi cho em á, là clip anh Minh Tâm có nói là hôm nay là sinh nhật 60 năm của người em đó.
làm con của một ông hoàng cải lương, sao mà khó quá. Rồi thì cái gì đến sẽ đến, biết thế nhưng vẫn rất đau. Ba em kim người mẹ đã ra đi trong sự thương tiếc của con cháu và người hâm mộ. Âu cũng là một sự giải thoát cho ba khỏi con ác quỷ mang tên ung thư. Ba ra đi rất thanh thản trên chiếc giường nệm gắn bó hơn 1/3 đời người. Những ngày diễn ra tang lễ trong sự giúp đỡ của bà con dòng họ, bạn bè, anh em thân thiết cũng góp phần làm cho ba một show diễn cuối cùng hoành tráng không kém nhưng cũng bi thương. Ba đã ra đi trong nụ cười mãn nguyện khi chứng kiến được tình yêu của hàng triệu fan trên khắp thế giới dành cho mình. Ngày ba ra đi cũng là ngày em bước ra ánh sáng của máy quay, của truyền thông với cái thân phận con nuôi của ông hoàng cải lương Hồ Quảng. Không biết nên vui hay nên buồn. Nhìn đứa em khác họ thao thao bất tuyệt, giải thích trước đám phóng viên hay YouTuber, có cảm giác ngày xưa chính nó mang em về để ba nhận em, nuôi em. Một lần nữa em rất hoang mang về thân phận mình. Ngày xưa cũng có người bảo thế, nhưng ba đã nói em cùng ADN với ông. Bây giờ người ta lại khơi mào câu chuyện con nuôi con ruột trước truyền thông. Thì ba em đã mất, nên cũng không có người liên hệ đến chính cho em. Như ba thường nói, Vũ Linh chỉ có một đứa con gái. Câu chuyện gia đình vốn là một cuốn kinh khó niệm. Những mâu thuẫn của các thành viên với nhau đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Ấy vậy mà họ lại lợi dụng câu chuyện này để công kích một đứa con vừa mới mồ côi. Ngẫm phận gái sao mà chua chát quá. Từ lúc nào lấy chồng theo chồng lại mang danh bất hiếu. Chẳng lẽ lại phải mang chồng con về nhà ông cậu sống chung mới gọi là báo hiếu hay sao? Em làm con thất bại. Ngay cả ngày hoàn thành mộ của ba mình mà em cũng không được biết. Họ cô lập, họ hờ hững trước cảm xúc của một đứa con. Cái mộ ba em mà nhiều lúc em tưởng cái sân khấu để họ mặc nhiên mà bài trí, chỉnh sửa, thiết kế cho vừa lòng một nhóm người có công kêu gọi quyên góp tiền góp gạch. Chẳng lẽ đây là cái quả báo của ba em sao? Ngày xưa huy hoàng, ông vung tay quá trắng, nhà cửa, tiền vàng, biệt thự ông bán như bán rau bán cá. Đến bây giờ khi chết trên đống bất động sản, ông phải nhờ người nhà kêu gọi mới có tiền để xây mộ cho mình. Ông sống kín tiếng cả đời, ông cần danh nghệ sĩ nhân dân. Nhưng cần cái tôn hô của ông hoàng cải lương Hồ Quảng nữa hay không? Em nghĩ là không. Cái ông cần là tình yêu của khán giả và một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Nhưng ngày ông nằm xuống thì vở kịch họ diễn bấy lâu nay cũng hạ màn. Họ cần mọi người tung hô ông để họ hưởng ké cái ánh hào quang đó. Trong cái hòa viên lạnh lẽo ấy có những bậc cha chú, đàn anh, đàn chị của ba nằm đó. Họ cũng là những bậc tài năng, những người đã dẫn dắt nghề cho ba. Ba cần phải đội mão ông hoàng để được nổi bật hơn họ không? Ba không cần, nhưng họ lại cần. Để lợi dụng cái danh hiệu ấy thì người ta mới biết họ là ai. Cái gì mà sợ hoa nhiều nên phải nhận phúng điếu? Vậy nụ cười hạnh phúc khi ba nhận những bó hoa của khán giả khi diễn xong những vở diễn là giả tạo? Ba chỉ thích nhận phong bì hay sao? Cái gì mà cháu yêu cậu nhất, cái gì mà đứa cháu cậu yêu nhất? Nó mới sống chung với ông chưa đầy 2 năm tròn mà em tưởng là nó dành cả thanh xuân để chăm sóc ông. Nghĩ cũng tội cho cậu bảy của em thật. Ai biểu ổng nghèo nên ổng làm sao mà cảm nhận được tình yêu của đứa cháu dành cho cậu? Nó thiêng liêng hơn cả tình yêu của con cái dành cho cha mẹ. Nó chụp hình chung với ba em còn nhiều hơn cả ba mẹ nó cộng lại. Mà cũng phải, nó không chụp với ba em thì ai biết nó là đứa cháu ruột mà ba em yêu nhất. Nhưng thôi, trong thời gian em chờ quả báo theo như lời nó nói, em cũng phải tất bật buôn bán kiếm tiền để nuôi mấy đứa con. Chứ suốt ngày đôi co hơn thua để tranh giành cái danh hảo được yêu thương nhất để làm gì. Cũng may được nhờ cái phước đức ngày xưa ba em tạo mà em được mọi người cô chú bác ông bà yêu thương giúp đỡ, mua hàng ủng hộ để kiếm chút đồng lời. Em thì cũng không được văn vẻ như mấy anh chị showbiz, cho nên tình cảm chỉ dành giữ trong lòng. Cái gì ba em để lại cho em thì em quyết giữ. Còn ai muốn ruột thịt, máu đào, số 1, số 2 thì cứ tự nhiên, em không tranh giành đâu. Rảnh rỗi thì ba anh em lên giải cứu nông sản giúp bà con nông dân ý nghĩa hơn. Rảnh nữa thì quay vài MV làm kỷ niệm. Sự suy diễn và hậu quả. Sự suy diễn của cô bé Hồng Loan 5 tuổi vì ba Linh đi diễn hoài với tâm hồn non nớt của đứa trẻ nên đã thiếu mẹ, ít được bên cha. Bé nghĩ là ba không thương bé. May mắn là sự suy diễn đó, bé phản xạ tự nhiên và thốt thành lời được ba Linh nghe, nên có cái kết yên lòng là ba Linh nghỉ diễn một thời gian ở nhà với bé để chứng minh ba thương bé vô cùng. Thời gian 37 năm có rất nhiều câu chuyện xảy ra, từ sự suy diễn đã làm cho ba và con không có cơ hội để giải bày, để hiểu nhau. Chắc chắn nếu tôi là Hồng Loan thì tôi sẽ dây dứt khôn nguôi, và ba em cũng vậy. Theo tạp chí Newsweek, trung bình mỗi ngày chúng ta có hơn 6.000 suy nghĩ,
thì tưởng tượng một sự việc A xảy ra khiến bạn canh cánh trong lòng. Các suy nghĩ cứ thế tuôn ra và kết nối với nhau, tạo thành hàng trăm kịch bản. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn tin vào diễn giải của mình và hành động theo hướng tiêu cực? Suy diễn là gì? Suy diễn nó đơn giản là suy ra điều này điều nọ một cách chủ quan. Ví dụ như, ngày nhỏ, khi mẹ sinh em bé và dành hết thời gian chăm sóc em, thì bạn liền nghĩ, mẹ không còn thương mình nữa. Dần dần việc suy diễn trở thành thói quen khó bỏ theo quá trình ta lớn lên. Khi các sự kiện diễn ra trong cuộc sống bạn nhiều hơn, bộ não càng có thêm dữ liệu để tự động sâu chuỗi các sự việc và tự đưa ra kết luận. Ở phần dưới, mình sẽ giải thích rõ hơn về những suy diễn phổ biến. Xem thử bạn có gặp trường hợp nào hay không nhé. Vì sao chúng ta không thể ngừng suy diễn? Suy diễn bắt nguồn từ những suy nghĩ diễn ra liên tục trong đầu ta. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ tiếp cận theo góc độ vì sao bộ não không ngừng suy nghĩ. Theo giáo sư Michael Halassa của Viện Công nghệ Massachusetts, một ý nghĩ là kết quả của việc trao đổi chất hóa học giữa các tế bào não, có thể xảy ra một cách có ý thức hoặc vô ý thức. Vì thế, ta có thể hiểu rằng việc suy nghĩ là phản ứng tự nhiên của các bộ não. Giáo sư cũng cho biết rằng không có cách nào thực sự có thể ngừng dòng suy nghĩ của não. Và thế là suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, còn thêm những tác động bên ngoài như bối cảnh, sự việc, môi trường sống, tạo nên những suy diễn không ngừng. Nghe đến đây, hẳn bạn tự hỏi, không ngừng được, thì có gì mà phải bàn luận? Thế nên mình sẽ đưa ra một vài tình huống suy diễn và hậu quả của nó. Suy diễn ảnh hưởng thế nào đến các mối quan hệ? Mối quan hệ bạn bè. Ví dụ, bạn có một người bạn thân, một ngày nào đó thêm người thứ ba tham gia vào mối quan hệ này và bạn có cảm giác bị cho ra rìa. Khi hai người bạn kia đang say tết đi ăn cùng nhau, bạn liền suy nghĩ, hai người này bí mật đi ăn mà không rủ mình chứ gì, họ không tôn trọng mình, không còn cần mình trong mối quan hệ này nữa. Họ đang xa lánh mình và cuối cùng dẫn đến kết luận là bạn không muốn tiếp tục tình bạn này nữa. Trong khi sự việc có thể đơn giản là hai người họ tình cờ gặp nhau và đi ăn chung, nhưng vì bạn tự diễn giải sự việc mà có thể đánh mất một tình bạn đẹp. Mối quan hệ đôi lứa. Một tình huống thường gặp của các cặp đôi là việc xem tin nhắn của nhau và suy diễn 1001 kết quả tiêu cực. Anh mua trà sữa cho đồng nghiệp nữ, vậy là anh cố tình xây dựng mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng anh không nói với mình nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Những suy nghĩ này cứ đi theo bạn mỗi lần gặp gỡ người yêu. Và chắc chắn, người ta sẽ cảm nhận những thay đổi của bạn. Tệ hơn, khi không ai trao đổi thẳng thắn với ai, lâu dần hai bạn sẽ ngày càng xa nhau. Mối quan hệ đồng nghiệp. Khi bạn là một nhân viên xuất sắc, luôn nhận những nhiệm vụ quan trọng trong công ty, nhưng một ngày sếp giao việc bạn làm hay làm cho một người khác, bạn liền nghĩ sếp không coi trọng năng lực của mình. Những suy diễn cứ kéo dài và không có một cuộc trao đổi diễn ra. Thế là bạn quyết định nghỉ việc. Nói là thế, nhưng chắc chắn mọi việc đều có cách giải quyết. Vì thế giới luôn có những người sống tích cực và hạnh phúc, mặc cho những người suy nghĩ không thể ngừng.